Còn bên kia mà mình ăn phần thì sao chị? Lòng hấp. Lòng hấp cũng 50 ngàn một phần, cả cháo còn lòng. Vậy chị lấy cho em thêm một phần lòng hấp ha. Ừ. Má với lại một hấp. Một tô cháo thôi phải không? Một tô cháo. Hai tô đi. Khay đó 30 kg không chị? Là ngày nào mình bán hết đây thôi còn thêm không? Nếu mà mua ký thì 240. Nếu mà ăn mà mua phần đó là 50. 50 một phần. Tim mấy cực hả chị? Cực. Cực. Này là tim nè. Tim. Mấy ngày chay chị có bán không? Chay á, chị có bán. Dạ. Ừ. Là bán hết tất cả các ngày trong tuần luôn đó. Đúng rồi. À, giờ này không phải là giờ cao điểm. Giờ không phải giờ cao điểm. Dạ, giờ cao điểm là phải 5-6 giờ chị hả? Đúng rồi. Đâu đâu người ta đi ăn mới đông. Này giờ chị mới dọn ra. Dạ, mới dọn ra tức thì luôn. Ừ. Nhìn cái mâm cái mẹt là biết hả? Ừ. Hi, mến chào tất cả quý vị đang quay trở lại với kênh Vina TV chiều ngày hôm nay nha. Quý vị thân mến, chiều hôm nay chúng ta đi ngang qua con đường Phan Huy Ích đó quý vị. Nãy vừa mới đi qua bến xèo xong, đi về thì đi ngang qua đây thấy có tiệm bún bò Huế nè, lòng hấp má heo. Mà nhìn vào á, thấy cái mẹt lòng hấp quý vị, nhìn nó nhiều dữ lắm. Nên chúng ta nói dừng xe lại và hỏi thăm xin phép quay, chia sẻ gửi đến toàn thể quý vị. Để quý vị nào mà mình có đi đến đây ha, hoặc là mình đi ngang qua đây, mình ở gần đây thì mình có thể ghé và trải nghiệm xem sao. Địa chỉ là 318 nè, Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp. Ở ngoài nhìn vào cái việc mẹt lòng này, tôi nghĩ chắc cũng phải 30 kg là có cái việc ạ. Tất cả các bộ phận luôn. Ngoài ra thì có topping để mà bán bún bò nữa nè. Nàm nè, tái nè, chà nè. Hai món nha, bún bò Huế, lòng hấp, má heo, cháo lòng. Đây, bên đây là má này. Đi mình vào bên trong hỏi thăm chị xem thử chị bán như thế nào. Là bây giờ còn sớm nên quán cũng đang còn vắng. Không gian của quán ở trong đây thấy rộng rãi ha. Nó quay sơ qua cái không gian quán luôn nè. Ở trên bàn thì có nước mắm rồi tỏi. Chị ơi cho em quay chút xíu nha chị. Dạ. Nói vậy chứ hồi nãy là vào là có xin phép rồi quý vị. Biết để bên đây. Cháo thì mình bán bao nhiêu tô anh nhỉ? 25 ngàn một tô. Dạ. Còn cái lòng này mình bán 24 ngàn một bàn. Là 240 nghìn một ký đó. Đúng rồi, đầy đủ. Đầy đủ luôn. Còn má heo như thế nào anh nhỉ? Má heo 45 nghìn một cái. 45 nghìn một cái. Má heo to thì có 45 nghìn. Này quá mình bán lâu chưa? Được 4-5 năm rồi. Dạ, 4-5 năm rồi. Mà hình như mình bán buổi chiều thôi phải không? Thường em thấy nhiều nơi khác thì ít quán nào mà bán cùng lúc mà bún bò Huế rồi cháo lòng lắm nha. Dạ. Bán có bún với cháo nhưng mà về sau lại bán thêm lòng hấp. Dạ. Cái đồi của anh. Này mình nấu theo kiểu miền Bắc ha. Đánh huyết ở trong luôn ha. 25.000 tô. Họ ăn gì? Ăn cháo hay ăn gì? Đi anh lấy cho vừa em một tô cháo má heo nha. Rồi, ok. Đó đâu rồi chị? Má nào hay má mắt đây? Rồi, thay ca. Anh ra chị vào. Như này là 40 đây hả chị hả? 45.000. À 45.000. Ừ. Dạ. Bây giờ chị lấy cho em một phần như vậy luôn nha. Ừ. Chị tên gì nhỉ? Chị tên Ngọc. À chị Ngọc. Ừ. À. Chị róc thịt ra. Ừ. Ủa thế còn nhiều thịt chị? Hả? Đây, tí nữa chị cho luôn thì yeah. Chị cho để luôn, trụng luôn.
Thế vào trùng. Thấy nhiều thịt ghê ha. 45.000 là mình tính tô cháo chưa chị? Không, 50.000 là cả cháo cả. À, tô cháo 5.000 đó. Cái má 45.000. Tô cháo 5.000 là 50. Trước khi mà chị bán thì chị phải làm nóng lại. Bỏ hành vào. Còn bên kia mà mình ăn phần thì sao chị? Lòng hấp. Lòng hấp cũng 50.000 một phần, cả cháo cả lòng. Dạ, vậy tí chị lấy cho em thêm một phần lòng hấp ha. Ừ. Dạ, một má với lại một hấp. Một tô cháo thôi phải không? Một tô cháo. Hai tô đi. Hai tô. Dạ, hai tô. Khay đó 30kg không chị? Khay này 30kg đi. Dạ. Là ngày nào mình bán hết đây thôi còn thêm không? Ờ, nếu mà hết thì luộc thêm. Dạ, còn nữa ha. Ừ. Dạ. Nếu mà mua ký thì 240. 240. Còn nếu mà ăn mà mua phần á là 50. 50 một phần. Rồi á. Tim, tim mấy cực cái chị? Cực. Này là tim nè. Tim. Mấy ngày chay chị có bán không? Chay á, chị có bán. Dạ, ừ. Là bán hết tất cả các ngày trong tuần luôn đó. Đúng rồi. Bán từng. Mẹ khủng á. Này giờ này không phải là giờ cao điểm. Giờ không phải giờ cao điểm. Dạ, giờ cao điểm là phải 5-6 giờ chị hả? Đúng rồi. Đâu đâu người ta đi ăn mới đông. Này giờ chị mới dọn ra. Dạ, mới dọn ra tức thì luôn. Ừ. Nhìn cái mâm, cái mẹt là biết hả? Ừ. Ô, chưa. Ồ, vô trường hả chị? Vô trường. Đó, đầy đủ là có vô trường đó nha. Hai trăm tư ngàn ký thì tính đâu? Dầm một tô bỏ giá một tô không? Đi bớt tiền nha. Rồi bữa sáng chị bán món gì? Không, buổi sáng chị nghỉ. À, sáng đóng cửa luôn hả? Đúng rồi. Rồi mặt bằng này đóng cửa buồn quá vậy? Không, buổi sáng chị chia mặt bằng lại cho người ta. À, người khác bán. Ừ. Món này mà lai rai cũng được á quý vị ạ. Ở đây mình có bia rượu ăn nhậu không? Có à. Bia rượu. Ai mà thích lai rai thì ngồi đây ha. Ừ. Cho chị ngồi. Dạ. Mấy cái dĩa của chị cũng đẹp. Đó. Má. Hấp dẫn ha. Rồi giờ trùng cái lòng đó lại luôn. Như vậy là bún bò là chỉ bán thêm thôi hả chị? Ừ, bún chủ bò yếu là cháo lòng phải không? Chủ yếu là cháo lòng. Thì... thấy cháo lòng thì quá trời mà bún bò thì có ít topping. Quẩy nồi lên nó hơi nó ấm. Nồi này chắc cũng 3-40 lít. Nồi đấy nồi đầy là 60 lít. 60 lít. Ừ. Và hết nồi này là cũng nhiều cô. Bác ơi, bác bê ra bàn cho chị em. Cháu mang về. Bê ra bàn cho. Dạ. Là tí ông à. Thấy toàn là thịt không luôn á. Còn nhiều thịt lắm. Hai tô cháo.
làm trái nước chấm quý vị ạ. Nước mắm ha, tỏi ớt. Quý vị thích cái gì thì mình bỏ cái đó. Này cô ta chấm mắm mặn cho miếng chanh. Ngon hay dở thì một phần cũng tùy vào cái tay của quý vị pha. Nêm nếm. Làm hai chén đi. Đấy, mắm pha sẵn này. Cái này tỏi, tỏi ớt, gừng. Bên đây là có ớt ngâm nè, tỏi, ớt kho. Rồi mời quý vị thưởng thức thôi. Bỏ cái đũa này qua đây. Cháo. Nếu mà quý vị không có gọi giống Phú Tha thì mình gọi tô 25 nghìn ăn cũng được rồi. Hồi nãy Phú Tha thấy anh làm tô 25 nhiều lắm. Bình dân á. Cái hạt cháo ở đây nở quý vị ạ, nở. Nó xịt xịt. Cháo thì mỗi vùng miền là một khác nữa quý vị. Không nơi nào giống nơi nào. Cô ta hay quay cháo là thấy mọi người là thường hay bình luận nhất luôn đó. Nơi thì nói cháo lòng về sau ăn, còn nơi thì nói đặt về sau ăn. Nói chung nếu mà quý vị đi nhiều á thì mỗi vùng miền nó cái cháo nó mỗi khác. Thử cái bao tử á. Giòn. Giòn quá vậy. Mắm này nó mắm mặn á. Mắm này là chị làm à, còn mắm này là Phú Tha làm. Mắm này Phú Tha có bắt cái chanh cho nó chua chua. À. Tim nè. Chấm cái nào cái này. Năm chục á là bao gồm tô cháo. Mã tỏ thật công luôn. Bữa cô ta ra ngoài Hà Nội quý vị, cô ta có quay clip mà nói về xôi má đào á, là người ta lấy cái má này nè, cái thịt của cái má này đấy. Đó. Đây mấy cái thịt này nè, là cái thịt mà chú dùng để bán xôi á, ở ngoài Hà Nội nha. Thịt này là ngon dữ lắm. Đó. Mấy vị. Tôi. Quá đã. Này quý vị mua về lai rai cũng được. Tại bữa nay công an bắt giữ quá nên những quán nhậu thường hay bắn khách lắm. Mình mua về nhà tụ họp lại ăn nhậu cho thoải mái. Còn bây giờ đi ra quán đi về đi giữa đường còn ăn bắt cái là mấy triệu không. Thấy mềm ghê. Ừ.
mềm nó tan này quý vị ạ. Láng rất là ngon nha, mềm lắm. Rồi, các bạn tạm dừng để vợ Phú Tha ăn cùng với Phú Tha nhé. Đó, quý vị có thể xem lại. Nãy Phú Tha ăn mấy miếng rồi quên nữa. Có cái dừa trường nè. Cái dừa trường này là ngon nhất của dưới lòng luôn á. Tùy theo người thôi nhá. Phú Tha thì tim và dừa trường và lười là cũng ngon. Dưới này 50, cái này 45. Cái dừa trường nó giòn. Giá hợp lý, ăn tươi, ngon. Cái nước mắm thì tùy cảm nhận của mỗi người thôi. Theo như Phú Tha thì xuất sắc hơn một chút xíu nữa thì ngon. Là mọi thứ hoàn hảo á. Ok quý vị ha. Thì quý vị nào mà có đi ngang qua đây thì có thể ghé và trải nghiệm. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của Vina TV. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo. Cái huyết của chị ở đây làm ngon ha. Dạ. Phần đó là bao nhiêu vậy chị? 100 nghìn. Dạ, cảm ơn. 50.000 dùi phèo. Dùi này nhà mình làm luôn hả chị?
làm nóng lại